Hello and welcome back to another writing video by Johnny. Hello, chào mọi người đến một video writing của Johnny. So in this video, I and my class IELTS number 36, we are working on Cambridge Practice Test number 10 book, Test 3, Writing Test 2, Academic. Ở video này mình cùng lớp IELTS 36 sẽ làm cái cuốn Cam 10 Practice Test, test số 3 và Writing Test 2, học thuật Academic. So, this is basically a topic about globalization. Đây là cái chủ đề về cái toàn cầu hóa, mọi người. So, ladies, let's look at this one now. Countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same products everywhere in the world. Những đất nước đang ngày càng trở nên giống nhau bởi vì con người ta có thể mua cùng các loại sản phẩm bất kỳ nơi nào trên thế giới. Do you think this is a positive or negative development? Bạn nghĩ đây là một sự phát triển tích cực hay là tiêu cực? Sự phát triển tích cực hay là tiêu cực? So this is a complex. This is quite a complex test too, because of the nature of the question. Questions. Cái câu hỏi này là một cái câu hỏi khá là phức tạp, phải không đâu? Và cái bản chất của nó không có đơn giản. So, countries are becoming more and more similar because people are able to buy the same products anywhere in the world. But then, basically, they did not ask you, do you agree or disagree with this statement? So, it means that they agree that this is a fact, given fact. Họ không có hỏi là cái câu này họ đưa ra là những đất nước đang trở nên ngày càng giống nhau bởi vì con người đang mua cùng một cái loại sản phẩm bất kỳ nơi nào trên thế giới. Người ta không có hỏi là bạn có đồng tình hay không đồng tình đến mức như thế nào, hay là bạn có đồng tình hay không đồng tình. Tức là họ thừa nhận cái điều này là một sự thật hiển nhiên không ai bàn cãi rồi. This is a fact. This is a fact. Now, what's that animal? Con gì vậy? Okay, and but then they ask you, do you think this is a positive or negative development? Người ta lại hỏi là các bạn nghĩ đây là một sự phát triển tích cực hay là tiêu cực? So, what is this development stand for? Các bạn phải hỏi, tự hỏi là cái sự phát triển này là sự phát triển nào? So, class, what do you think? Ladies, what do you think? Cái sự phát triển này là cái gì vậy? Về phát triển về công nghệ y tế, buying the same products anywhere. So, actually, this development is everything here. The whole thing here is the development. Tất cả mọi cái đống này nó là sự phát triển đấy. So, countries are becoming more and more similar. That's one of them. People are able to buy the same products everywhere in the world. That's the second. So, this development is basically both of those two. Cái sự phát triển này là cả hai cái điều này luôn nha. So, countries are becoming more and more similar. That's the first thing. The second development is like they able to buy the same products anywhere in the world. These are the two development you need to talk about. Đây là hai cái sự phát triển mà chúng ta cần phải nói về trong cái bài này. And they ask you this to say that do you think this is a positive or negative development? So of course, you can only choose one, either positive or negative. You cannot be in the middle. You cannot be impartial. Cái bài này nó nói là bạn nghĩ đây là một sự phát triển tích cực hay tiêu cực. Các bạn chỉ được chọn có một cái thôi, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực, chứ không được chọn là ở giữa, trung lập. Nó giống như câu yes hay no thôi. It's like yes or no. So, of course, this is about globalization. You know that it's about globalization. Các bạn biết này, chắc chắn là do là cái sản phẩm của toàn cầu hóa này. Of course, because of globalization, many countries become international corporations, and they hire people, workers internationally, and they produce and sell products internationally as well. So it causes
that it causes many products that can be found. It causes that many products can be found around the world. Same products can be found around the world, any part of the world. And it also causes many countries to become more similar. So that is the thing you need to understand. It's because of globalization that leads to a lot of things like that. Các bạn phải hiểu là cái vấn đề ở đây là gì? Là cái toàn cầu hóa. Nó gây ra cái chuyện là nhiều công ty bây giờ biến thành những công ty đa quốc gia và họ thuê mướn những người lao động từ khắp mọi nơi đất nước, khắp mọi nơi trên thế giới. Lao động cũng đa quốc gia luôn. Và tạo những sản phẩm cũng gọi là được bán và tạo những sản phẩm trên khắp mọi miền của thế giới luôn, khắp mọi nơi thế giới luôn. Thì nó mới dẫn đến cái chuyện là con người ta có thể mua những sản phẩm y chang nhau bất kỳ nơi nào thế giới. Thì nó mới dẫn đến cái chuyện là những đất nước ngày càng trở nên similar, giống nhau. Đó, cái nguồn cội của mọi chuyện là như vậy đó. You need to understand the origin of the story. Why this development happens. That is the origin of the story. So, if you know that, you know the first part of the body already. The origin of this development. Nếu mà mình biết được cái nguồn cội của cái chuyện tại sao là như vậy, thì là coi như mình biết được cái phần đầu của cái thân bài rồi, là cái nguồn gốc của cái chuyện này nó ra như thế nào. So of course, you will have to talk about whether it's a positive or negative development later. But the first part of the body, I think, should be why things are the way they are. What is the origin of the issue? It's because of globalization, you know. Có thể là các phần sau của thân bài mình sẽ viết là nó phát triển tích cực hay tiêu cực, nhưng mà cái phần nguồn gốc của cái vấn đề mình cũng nên nhắc đến là cái phần đầu tiên của thân bài. Now, first of all, class, would you like me to write positive or negative? Các bạn muốn thầy ghi theo hướng positive hay negative? Nghĩ là positive. Are you sure? Negative. Okay, I'll write both then. Thầy sẽ viết cả hai hướng luôn. Okay, this is going to be a long video then. I'll write both ways, okay? Now, but okay, so let's say this is positive development, and I'm just gonna write here negative development. Okay, first thing first, we have to write the opening. Đương nhiên cái phần đầu tiên phải viết cái mở bài rồi. You know what to do, right, in opening, because we have been, this is like the sixth essay already. Đây là cái bài luận thứ 6 các bạn làm luôn rồi. You should know what to do. So I'll try to use a bit more creativity in writing the opening. Mình sẽ sáng tạo, mình sẽ viết cách sáng tạo. Okay. So, it doesn't matter if it's positive or negative. First thing first, you have to introduce the issue. Không cần biết là tích cực tiêu cực, cái đầu tiên phải là giới thiệu của vấn đề đó. Due to the rapid globalization in the last few decades. Do cái sự mà toàn cầu hóa nhanh chóng trong một vài cái thập kỷ vừa qua. Many multinational corporations are formed and they produce and sell goods internationally. Do sự phát triển như vũ bão nhanh chóng trong vòng mà trong vòng vài thập kỷ vừa qua, phải nhiều cái tập đoàn đa quốc gia được tạo thành và họ sản xuất và bán những cái hàng hóa một cách mà quốc tế luôn. They produce and sell goods internationally. As a result, như một hệ quả thì sao? As a result,
people are able to buy the same products everywhere in the world. So you have to understand that this part will have to come first, before this part. You know, because this one leads to this. Mấy bạn phải ghi cái phần này trước nha, tại nó phải nằm trước, tại vì nó dẫn đến cái phần mà countries are becoming more and more similar sau đó. So as a result, identical, so same become identical, cùng nhau, giống nhau, chuyển thành chữ identical. Identical products could be purchased, có thể được mua, could be purchased. Không cần biết là được mua bởi ai, nhưng mà đương nhiên được mua bởi con người rồi. Of course, if you use a passive voice here, you don't have to mention who is responsible for the action. You don't have to mention like purchased by people, you know. Nếu các bạn dùng thể bị động ở đây, các bạn không cần phải nói rõ ra là được mua bởi ai đâu. Tại vì thể bị động là nó ẩn đi cái chủ ngữ, đâu cần biết ai thực hiện hành động đâu. Identical products could be purchased anywhere in the world. I can say it can be purchased in any location, in any locations of the world, bất kỳ vị trí nào trên thế giới. In any location of the world. Và điều này dẫn đến điều gì? And this one will lead to this one, of course. It will lead to country becoming more and more similar. Leading to nations becoming more and more similar. If they're becoming more similar, of course, the similarity between them increases, right? Nếu mà họ ngày càng trở nên ngày càng giống nhau thì cái sự giống nhau của họ sẽ ngày càng tăng, đúng không các bạn? Yes. Leading to the similarity, mình dùng dạng danh từ nó. I can use the noun form, the similarity between nations leading to the similarity between nations the ever increasing similarity, dẫn đến cái sự giống nhau ngày càng gia tăng giữa những quốc gia. Leading to the ever increasing similarity between nations. There you go. And now, because you choose positive, right? You can mention your opinion, your own opinion here at the opening, or you can mention that at the conclusion. It's up to you. Đương nhiên cái vụ mà mình nêu ra ý kiến cá nhân đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực thì nó nằm ở phần đầu tiên của mở bài, hoặc là mình có thể ghi ở phần kết bài đều được. But I will just write it here, okay? Thay vì ghi là tôi nghĩ rằng đây là một sự phát triển tích cực thì mình có thể thay bằng cách nào? Instead of saying like I agree that this is a positive development, we can use other ways to do this. Despite certain shortcoming, bất chấp một số cái shortcomings, một số cái bất lợi nhỏ. Bất chấp một số cái bất lợi nhất định. Despite certain shortcomings, this is indeed a positive development. Bất chấp một số bất lợi nhỏ, bất lợi nhất định, đây thật sự là một sự phát triển có lợi. There you go. Okay, so for negative, okay? Cho cái phần tiêu cực nè. What can I write in negative now? Viết hai bài cùng lúc vui lắm các bạn. It's very fun to write two essays at the same time. And making videos at the same time. And then talking at the same time. Làm nhiều tác vụ quá nhỉ. Okay, so I'll use my imagination a bit more now. Mình sẽ liên tưởng, tưởng tượng thêm nữa. Of course, it's also about globalization, right? But I will just write in a different ways.
nowadays, I can just say in this current era, trong thời hiện đại này, international links between different countries and companies. International links between different countries and companies are becoming stronger and stronger. Trong cái thời hiện tại này, những liên kết quốc tế giữa nhiều đất nước và nhiều công ty khác nhau đang ngày trở nên mạnh hơn, càng ngày càng mạnh hơn. Cái liên kết quốc tế nó càng ngày mạnh hơn. So international links are becoming stronger and stronger. So you are mentioning a trend now. So that's why I use present progressive or present continuous tense. Mình dùng cái thời hiện tại tiếp diễn để mà nói là một cái xu hướng đang diễn ra hiện tại. Are becoming stronger and stronger. Of course, there are more international links, so basically they have to find a way to communicate a common language, a common thing between them, right? Đương nhiên họ có liên kết quốc tế với nhau thì đương nhiên muốn làm việc chung với nhau và có tiếng nói chung, những cái gì chung với nhau. So, as corporation find the common grounds to collaborate, để mà vận hành, để mà hợp tác với nhau, khi như khi mà những cái tập đoàn tìm ra những cái tiếng nói chung để mà hợp tác với nhau. As corporation find a common grounds to collaborate, their products could be found anywhere around the world. Their products could be found anywhere around the world. Their same products, I can change the similar products. Their similar products could be found anywhere around the world. Resulting in the appearance. Resulting in a similar, resulting in an resulting in an appearance resulting in an appearance of countries an appearance a similar appearance an identical appearance of many countries. The identical resulting in an identical appearance in many countries. Cái những sản phẩm giống nhau của họ có thể được tìm thấy bất kỳ nơi nào trên thế giới, phải dẫn đến một cái diện mạo giống nhau, một cái diện mạo y hệt nhau ở nhiều đất nước. Resulting in an identical appearance in many countries. I think of many countries. Because the appearance is of many countries, you know. Cái sự xuất hiện, cái diện mạo của những đất nước. Resulting in an identical appearance of many countries. Okay, they're more similar, okay. It's not just in appearance, but it's in the way that these products are sold as well. Nó không chỉ về diện mạo đâu mà là còn cái cách mà những sản phẩm này được bán nữa. So basically, maybe it's better to say similarity, the noun form of similar, you know.
Chúng ta dùng cái dạng danh từ của chữ similar đi. Resulting in a similarity in many countries, dẫn đến một cái sự giống nhau trong nhiều đất nước khác nhau. Resulting in a similarity in many countries. Okay, and now negative. If I want to say it's a negative development, I could just say that in spite of, bất chấp cái gì đó, in spite of the benefits to the economy. Actually, it's benefits the companies more than the people, you know. Cái chuyện toàn cầu hóa nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ giúp lợi cho những công ty đúng hơn là so với lại những người dân thường, you know, hay là nền kinh tế đất nước. In spite of the benefits to the companies, there are many things negative, có nhiều thứ tiêu cực. There are many things negative, or there are many drawbacks. Let's just say there are many drawbacks. Bất chấp có nhiều lợi ích cho những công ty có nhiều cái bất lợi. Despite of certain benefits to company, bất chấp một số cái điểm có lợi cho những công ty có những cái bất lợi. There are many drawbacks to the people and the nations. Có nhiều bất lợi cho con người ta và những đất nước. Nó có thể có lợi cho người này, có bất lợi người kia mà các bạn, đúng không? It can be beneficial to some group of people, but can also be bad for the other groups, you know. Alright, that's the two opening. Now, let me write the other positive. Mình cảm thấy mình đang viết rất bà phải. Một mặt thì positive, một mặt thì negative. Okay, so basically, let's talk about the origin. I feel that maybe I already included like the origin of why things are the way they are here. So maybe in the body, I just need to talk about whether they are positive or negative, I think. Cái phần mở đầu này có vẻ như mình đã viết về cái nguồn gốc của chuyện tại sao nó lại gây ra cái ngày càng giống nhau như vậy rồi. Thì chắc mình nên ghi cái phần thân bài là chỉ có hoặc là positive hoặc negative thôi. Alright, let's do it. Okay, so why they are positive, class? Các bạn, động não nè. Let's try to brainstorm why they are positive now. Class, hello? Yes. Okay, let's say it's positive to whom? Nó tích cực đối với ai đã? Any idea? Đối với tất cả mọi người có Let's thể just sở say hữu that, okay. Let's just say that if companies cooperate together, they can pump out, they can produce products at a much cheaper price than before. And it could save resources, you know, and cut cost. Nếu mà công ty vận hành làm việc cùng nhau thì người ta có thể giảm thiểu giá thành và cái dẫn đến cái giá thành của sản phẩm nó sẽ rẻ hơn. Vì thế nó lợi công ty. Và đương nhiên sẽ lợi cho người tiêu dùng luôn. And it also will help the consumers because they are able to buy good products at a cheaper price, you know. So it's good for consumer and companies. What else? And then you can give examples of, say, products, some products. For example, headphones. For example, international clothes, for example. You know a lot of clothes are now made in Vietnam, right? Yes.
Nhiều đồ quần áo bây giờ là made in Việt Nam mà. Basically, we cooperate with them. So we are the place that produce things for them, for the world. So it's cheaper for them to produce goods from Vietnam because you know, they pay us so low anyway. So let's say to begin with, để bắt đầu thì sao? To begin with, as companies unite, as company unite and collaborate. Khi mà những công ty hợp nhất lại và hợp tác, as company unite and collaborate. The immense, những cái lợi ích to lớn, the immense benefits, the immense benefits are not just for them, but also for consumers, for their consumer or their customers. Khi mà những công ty hợp lại và hợp tác thì những cái lợi ích to lớn nó không chỉ cho họ mà cũng cho khách hàng của họ nữa. So basically, them here stand for, they refer to the word company, you know. Their here also refer to company. Mình đang dùng cái referral, referring to a noun, you know. Đang nhắc lại, tham khảo nhắc lại, tham chiếu nhắc lại một cái danh từ khác trong cùng một câu. So, okay, so this is a leading sentence. I'm talking about what? I'm talking about benefit to the customer and for the company. Cái câu này là câu mở đầu của đoạn. Mình sẽ đánh tiếng là mình tập trung vào đối tượng là customer và cái công ty. Moment. In other words, nói cách khác thì sao? Mình sẽ giải thích rõ ràng hơn. Like, in other words, I try to clarify things to make it clearer. In other words, many costs can be reduced significantly. Nhiều cái chi phí phải trả có thể được giảm một cách đáng kể. Many costs can be reduced significantly. If different parts of the products are produced, are made, are manufactured, different parts of the products are manufactured in several parts of the world. Depending on their specialties, depending on their tùy vào cái chuyên môn của mỗi nơi, có thể là mỗi nơi nó lại sản xuất mọi thứ một cách khác, một cách mà tốt hơn chẳng hạn, thì là đương nhiên là mình chia nhỏ ra, mỗi nơi sản xuất một cái tốt nhất thì nó sẽ tiết kiệm chi phí mà nó làm tăng cái chất lượng sản phẩm chung nữa. So it depends, of course, some places they make better, let's say they make better part A, but other places they make better part B. So if the two places cooperate, they can make better products in general and they cut cost.
several parts of the world depending on their in several parts of the world depending on their field. Sorry? In their field. Their fields of expertise, thank you. Tùy vào cái chuyên ngành của họ, cái mảng chuyên ngành của họ, dependent on their fields of expertise. Therefore, vì lẽ đó thì sao? Many costs can be reduced significantly. And the overall quality many pro costs can be reduced significantly and the overall quality can be improved. Nhiều giá thành có thể, nhiều cái chi phí có thể được giảm một cách đáng kể và cái chất lượng chung có thể được cải thiện. And the overall quality can be improved. Therefore, it is a win-win situation. Đó, it's a win-win situation. I think this idiom. I think this idiom is actually okay to be used in this situation. It's not very informal. Cái idiom này nó không có phải là suồng sã đâu, nó cũng khá ok khi được sử dụng cho cái trường hợp mà về doanh nghiệp như thế này. Nó không có gọi là informal lắm đâu. Therefore, it's a win-win situation for both the consumer, người tiêu dùng. Of course, their customer is their consumers. It's a win-win situation for both the consumers in general, cho cái người mà tiêu dùng nói chung, and for both the consumers and the manufacturer, và cái người sản xuất ra, and the manufacturers. It's a clear win-win situation, là một cái tình huống rõ ràng là cả hai bên đều thắng. It's a clear win-win situation for both consumers and the manufacturers. 71 words, you see? 71 chữ rồi. Now. Okay, so what else? This one, how much? 123. It's half of your essay already. Nửa bài essay rồi. Ba câu body, 3 sentences in the body, it's only 71 words. A clear win-win situation for both consumers and manufacturers. Anything else then? And I can give example to make things more voluminous or bigger. Nếu mà muốn làm cái đoạn này nó lên 100 chữ đi, thêm một cái câu ví dụ. Nhưng mà mặc dù mình chỉ có một ý duy nhất thôi, nhưng mà thêm một ví dụ nó đầy lên. It's like I started with only one idea why they are positive development. But I can add one more example to make the paragraph bigger, you know. Taking the smartphone market as an example. Thay vì ghi là for example, taking cái gì đó như một example. Ăn gian thêm mấy chữ không? it's like instead of saying like as an example, it's three words, right? Now I have 7 words. Taking the smartphone market as an example, when the lens are produced from reputable German makers,
xạo ra thôi nha, không có chắc là đúng thiệt nha. This is like something I only made it up. But if it makes sense, and then it sounds very convincing, then you are good to go, no problem. Nhiều cái ví dụ mà chỉ xạo ra cái ví dụ nhưng mà miễn sao nghe nó rất hợp lý là được. Nghe nó hợp lý và nghe nó lôi cuốn và nghe nó thuyết phục là được nha. When the lens are produced from reputable German makers, glass makers, những người làm kính nổi tiếng của Đức thì làm lens chẳng hạn, làm cái này nè các bạn, the lens are made from produced from reputable German glass makers. While the electronic, trong khi những thành phần điện tử qua the electronics are printed, được in ra, what the electronics are printed from experience Japanese, from experience Japanese from Japanese factories. Or let's just say Japanese makers or Japanese producers, nhà sản xuất người Nhật. While the electronics are let's just say while here, while the products water lens while something and then comma something else, trong khi cái gì đó phải cái gì đó khác. While the lens are produced from reputable German glassmakers, comma, the electronics are printed from experienced Japanese producers, leading to a superb experience of use for the customer, for the customers, for the purchaser, sorry, or the purchaser, những người mua hàng, dẫn đến một cái trải nghiệm tuyệt vời, trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho những người mua hàng. Lenses. The lenses are produced from, okay, những cái thấu kính được sản xuất bởi những nhà làm kính nổi tiếng của nước Đức, trong khi những cái đồ điện tử thì được in ra từ những cái nhà sản xuất mà kinh nghiệm của Nhật Bản, dẫn đến một cái trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho những người mà mua nó, for the purchaser. You see, this one is like 105. It looks very convincing, right? Nó nghe nó có vẻ nó rất là convincing, nó rất là gọi là sao ta? Nghe nó giống như là nó rất là thuyết phục như nào. Okay, so but I seem to run out of things positive. Or maybe if things are positive, then you don't have to go to travel abroad or to order from abroad these equipment or products, you know. You can just get them from your own country. Nếu mà mọi thứ nó giống nhau quá thì mình không bây giờ không còn phải đặt hàng trên mạng, đặt hàng ở bên nước ngoài đem về nữa, mà có thể mua từ chính đất nước mình. Vì thế nó giảm giá thành shipping và nó có thể giảm cái giá thành chung của cái sản phẩm đó. Và nó có lợi hơn cho cái người mua hàng, you know. Yes. Yeah, you can talk about that. Like if you don't have to find or order things abroad anymore, because you can buy things from your own country now, because of globalization.
It saved the cost of shipping, and also it saved the overall cost of the unit or the product, which is good for the customer. In addition, thêm vào đó thì sao? In addition. In addition, in the past, many people had to, so I'm talking about the thing in the past now. In the past, many people had to order goods from the overseas. Have to order goods abroad. And waited several weeks to months for the shipment to arrive. Thêm vào đó, trong quá khứ nhiều người phải order sản phẩm ở nước ngoài, have to order goods abroad, và chờ nhiều tuần cho đến hàng nhiều tháng cho những cái đơn hàng đó nó đến, for the shipments to arrive. With this new development, mình đang nói sự phát triển mà các bạn đang nói luôn á. With this development, so with this development, buyers, những người mua hàng, buyers can now, enjoy their better shopping experience. This, trải nghiệm nha, mới đếm được nha. Experiences here is countable, which means like one experience, two experience, three experience, you know. Những người mua hàng, với sự phát triển này, những người mua hàng có thể bây giờ hưởng thụ cái những cái trải nghiệm mua sắm tốt hơn của họ. Khi mà, as, can I enjoy their better shopping experiences? As many international international products are available domestically. Có thể mua nhiều, có thể hưởng thụ cái trải nghiệm mua sắm tốt hơn khi mà nhiều cái sản phẩm quốc tế nó có mặt một cách nội địa luôn này, bây giờ trong nước luôn này. And many international products are available domestically. Or I can just make it clearer. As many products from different nations, từ những nước gia khác nhau. Many products from different nations are now available domestically. Let me move the now here. Are now available domestically. Now domestically, and then with a click of a button, với một cái cú click lên thôi, order một phát có liền. With a click of a button, with a click of a button, the long awaited items can arrive within a shorter time. Với một cú click của một cái
phím thôi, bạn phím thôi, bạn click vào button. Những cái sản phẩm, những cái đồ vật mà được chờ lâu có thể nó đến trong một cái thời gian ngắn hơn. The long awaited items can arrive within a shorter time with a cheaper price tag, với một cái thẻ mà giá tiền giá thành rẻ hơn, with a cheaper price, with a let me say cheaper become more affordable, với một cái đơn giá rẻ tiền hơn, with a cheaper, more affordable price tag due to a reduced shipping fee, với một cái phí mà vận chuyển được giảm xuống, with a more affordable price tag due to a reduced shipping fee. Đó, mọi người nghe có vẻ ổn hơn không? You see, it sounds a lot more convincing, right? Nhấn mạnh là cái này, thêm cái sự mà emphasis, là I'm adding emphasis here, cái sự nhấn mạnh thêm một cái thời gian ngắn hơn nhiều, within a much shorter time with a more affordable price tag due to a reduced shipping fee. Anything else now? Now let's see, this is 228 rồi nè. I just need a conclusion and that's it. I get to 260 or 270. Thêm cái kết luận là thành 260, 270 ngay. Oh, maybe I can give example to make this paragraph longer, may I? 71 word. I can give one example to make this thing longer. Có thể thêm một ví dụ đi cho nó dài hơn xíu đi ha. So, ví dụ đặt họa cụ, đồ vẽ ở nước ngoài á, tôi chờ lâu, giá mang lâu luôn. Nhưng mà nếu giờ họa cụ có thể bán được ở trong nước thì nó sẽ rẻ hơn và nó lẹ rất nhiều. So if I talk about like buying brushes, buying color brushes, to exemplify, để mà ví dụ thì sao? To exemplify an artist purchasing, an artist purchasing painting, painting paint brushes, một cái người họa sĩ mua những cái cọ vẽ, an artist purchasing paint brushes. Purchasing good quality paint brushes can now enjoy can now can now purchase, can now okay, let's not make it too complicated. A paintbrush, to exemplify a paintbrush or let's just say a digital piano then, with a previous price of 1,599 dollars,
due to international shipping can and now okay because this is a price so I have to put a this comma here 4000 you know dấu phẩy ngàn bắt buộc phải có trong cái số này due to international shipping can now be bought domestically can now be bought domestically with a less pricey $799 với một cái $799 ít mắc tiền hơn with a less pricey $799. You don't even need to say price or price tag anymore. This is a sense of style, you know. Đây là một cái phong cách. Mình không cần lặp lại cái chữ price nữa đâu. Và trong cái cùng cái câu này nó đã có cái chữ price rồi. In the same sentence, you have the word price already. So now you mention dollars here. You don't have to mention that with a less pricey price of $799 anymore. You don't have to mention price anymore. Trong cùng câu các bạn. Cho nên nó có price rồi, mình không cần phải nhắc lại chữ price ở đây đâu. Nó là một cái phong cách. It's a sense of style. Can now be bought domestically with a less pricey. Okay. Okay, that's good enough. 255. Okay, I just need one or two sentences for the conclusion and we are done. In conclusion, ví dụ kết luận thì sao các bạn? Oh, hình như mình quên nói về cái vụ shortcoming thì phải. I think I forgot to mention shortcomings. Never mind, I can erase this one. Có thể bỏ này đi khỏi nói. Okay, this is okay. This is indeed a positive development. Nếu khi mà mình nói đây thực sự là một sự phát triển tích cực thì tức là đương nhiên đây là cái nhìn cá nhân của mình rồi. This is if you say this is indeed a positive development, it means that you agree totally it's a positive development. And you don't even need to say about bad thing at all if you don't even mention it here. Then the whole essay you don't have to talk about bad thing, negative development. Ngay cái khúc đầu tiên này mình ghi như này tức là mình cũng không cần phải nói về cái negative development trong cả cái bài đâu. Okay, in conclusion. Many developments are beneficial to mankind. Kết luận lại có nhiều sự phát triển thì là nó đem lại ích lợi cho con người. Many developments are beneficial to mankind Okay, let's try it differently. Many changes are beneficial to mankind. And this development is not an exception. Kết luận lại nhiều sự thay đổi thì đem lại ích lợi cho loài người và sự phát triển này thì không phải là một ngoại lệ. Tức là sao? Tức là mình nói câu này là mình đồng tình hết là một sự phát triển có lợi. If you say that many changes are beneficial to mankind and this development is what we are doing in this essay. It's not an exception. So it means that you are agreeing that this development is beneficial or it's a good development, positive development. And this development is not an exception. Therefore,
People should embrace. Should embrace it instead of of having doubts and worries. Vì thế con người ta nên chào đón nó thay vì là cái chuyện có những cái nỗi lo và cái hoài nghi. People should embrace it instead of having doubts and worries. Okay. Do you agree with this positive development here? Mấy bạn nghe thấy cái bài positive này thấy nó nghe nó có hợp lý không? Nghe nó có thuyết phục không? You think my positive essay, does it sound convincing? Dù gì thì em thấy cái này nó có nhiều lợi hơn là bất lợi. Yeah, I mean in general urbanization globalization produces more positive impact, right? More benefits, yeah. Okay, now I'll talk about negative. See, if everywhere is the same in the world right now, what can it have? What can it what's the negative effect? Think about the loss of cultural identity. Nghĩ về cái chuyện mất đi cái nhân dạng văn hóa hay còn gọi là cái bản sắc văn hóa của từng vùng các bạn. Tại vì mọi thứ nó giống nhau quá mà. Nhìn nó chán, nhàm chán lắm. Và nó sẽ không có cái bản sắc của dân tộc nữa, không bản sắc văn hóa nữa. Nó sẽ bị mất đi. Là thứ nhất. So the loss of cultural diversity, cultural identity. Cultural identity or cultural diversity is the first one. The loss of that. So when countries are becoming more and more similar, it can lead to the death of languages in the long run, you know, because people are becoming more and more similar, so it affects the way the language works. Or maybe I'm wrong. Có ảnh hưởng đến những ngôn ngữ không ta, nó có bị chết không nếu mà mỗi đất nước ngày càng giống nhau? Nó có thể dẫn đến chuyện mà sao ta? Ngày càng ít lựa chọn hơn, tại vì mọi thứ nó bị ép buộc nó giống nhau quá, như nào nó sẽ có ít cái lượng sản phẩm hơn để lựa. Ồ, hình như các bạn làm cái vụ mà ngày càng giống nhau càng ít lựa chọn, hình như làm rồi phải không ta? Chưa. Oh, you haven't done it. So it can lead to the fact that we have less choices because same products are everywhere in the world. There's no diversity. There's not many choices to choose from, isn't it? Okay, that's one thing I can think of. So, okay, because here I mentioned there are certain benefits to company, but there are many drawbacks to people and the nation. I should talk about the benefits to company too. Mình nói trong cái bài này mình đã lỡ ghi là benefits to the company rồi, mình sẽ cần phải nói về những lợi ích những công ty. So mình có thể bê nguyên y nguyên si cái khúc này vô, chẳng hạn. Tại vì cái khúc này lợi ích nè. I can bring the whole part here for the company in here. Nhưng mà như thế thì nó vẫn đi hai theo hai hướng hả thầy? Never mind, I'll show you. Okay. See, I'm paraphrasing my own essay. Tôi đang paraphrase, tôi đang viết lại cái bài của riêng tôi. To begin with, there are immense benefits. Bởi những khi công ty hợp lại và hợp tác có những cái lợi ích to lớn, there are immense benefits. Of course for them. In other words, many costs may reduce significantly. Uh,
leading to more profit. Đó, bạn thấy không? Nhiều giá thành có thể được giảm dẫn đến nhiều lợi nhuận hơn. You see, I'm just basically adding in facts here. Leading to more profits. A different private products are manufactured, huh? Okay. Okay, but this is for the company, okay? Cái khúc này cho cái công ty nè. All right. So now it's I should talk about Okay, but this is only like one benefit. I should talk about two benefits because I when I say certain benefits plural, I should talk about at least two, right? Maybe okay. Of course, this also leads to reduce in competition rate too. Cái điều này cũng dẫn đến cái sự giảm cái sự cạnh tranh trên thị trường lao động trên thị trường, tại vì giảm giá thành nhiều công ty hợp tác với nhau sẽ giảm cái cạnh tranh. So if company unite and collaborate, it decreases the competition, of course. Also, competitions also the market would not be as competitive as before. Cũng là cái thị trường cũng không có, nó cũng sẽ không có cạnh tranh nhiều như trước đó nữa. Đây là hai lợi ích này nè. So this is two benefits already. One benefit, two benefits, three benefits. Đó, ba lợi ích đó. Okay, now to the people. However, however, to the people, đối với con người ta thì sao? However, to the people, however, to the people, this means that less choices of products are available to them. Điều này đối với con người ta thì sao? Điều này có nghĩa rằng là ít có những sự lựa chọn sản phẩm nó có mặt để mà cho họ lựa. Less choices of products are available to them. Making life more monotonous. Làm cho cuộc sống đơn điệu hơn nhiều. Leading, making life more monotonous. Ủa sao em cứ nghĩ cái toàn cầu hóa này như kiểu là nó phải nhiều sản phẩm, kiểu như kiểu nó nhiều hơn là ít nhiều lựa chọn. Mà nếu mà nhiều công ty nó hợp tác lại với nhau, nó làm thì nó giống như nó ép buộc là người ta lựa. Toàn cầu hóa, theo em nghĩ là nó kiểu như là nhiều sản phẩm đến từ các nước hơn ấy. Kiểu nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà nó sẽ cạnh tranh với nhau đến lúc mà nó triệt tiêu lẫn nhau, cho đến lúc mà chỉ còn một số sản phẩm nào đó thôi. Cho nên nó mới dẫn đến cái chuyện mà các đất nước ngày càng giống nhau là như vậy á mọi người. Tại vì cái đèn Well, you are right. Sometimes globalization can mean that many products of different countries, they can come to the same countries, people can have more choices. But the problem is, they will compete with each other. So up to the point that, up to one point, very few amount of choices are available because some
Some of the products they cannot compete with the others, they will disappear. Một số sản phẩm sẽ biến mất tại vì không cạnh tranh nổi khi mà nó chung với nhau chung một cái thị trường như vậy. We will talk about that in a later paragraph, okay? Mình sẽ nói về đó cho các bạn tiếp theo. Okay. Not only that, không chỉ có điều đó thì sao? Not only that, the massive profits that companies can earn, không chỉ có điều đó, những cái lợi nhuận khổng lồ mà những công ty có thể kiếm được, the massive profits that company can earn spells disaster for the buyers. Spell disaster, to spell something, gây ra cái gì đó, gây ra những thảm họa những người mua hàng. Spell disasters for the buyers. Khi mà as a $14 headphones. Em nghĩ cái bất lợi ở đây nhiều nhất đến là như kiểu người ta có thể làm giả các hàng hóa từ các nước ấy. Có thể nói là chuyện hàng giả có, cái đó cũng có thể có. It can basically there could be fake products coming from many countries too. Of course, you can talk about that in your essays, but nah, maybe not. Not for me. Hãy xong viết đâu. Các bạn cứ lấy đó là làm ý của bài viết các bạn nha. Can I answer? Could spell disaster. Có thể đây. Okay, I'm adding a few more modal verb to make the argument sounds more objective or softer. Mình đang làm mềm mại cuộc tranh luận ra bằng cách thêm những cái modal verb, những cái đại từ động từ khiếm khuyết để mà làm cho cái cuộc đàm thoại, cái cuộc tranh luận này nó nghe khách quan hơn và nó mềm mại hơn. Now, moment, I should stand up now. I've been sitting too much. Can cost up to $200. As fourteen dollars pairs of headphones can cost up to $200 to buy. Because of course the company they reduce the cost so much to $14, you know. But then they can still sell it to consumer for $200. So they earn so much profit. This is real, you know, I knew it for a fact. Because I read a lot of articles, I read a lot of comments, insiders too. I knew it. Thầy biết cái này là sự thật luôn á. Một số cái, ví dụ như Dr. Dre chẳng hạn. Cái headphone Beat á, Beat của Dr. Dre á, nó tốn có cỡ 12-14 đô để mà sản xuất cái đó thôi. Nó bán 100-200 đô một cái pairs đó. Kinh khủng không? Cost up to $100 to buy. Okay, so this is like two drawbacks for two bad thing for the consumers. Có hai điểm bất lợi cho cái người tiêu dùng. Bây giờ mình viết thêm về điểm bất lợi đi. Bây giờ cho people nè. To the people.
to the people. The fact that, cái sự thật hiển nhiên rằng, the fact that there are, the fact that there is an ever increasing similarity đối với con người, cái sự thật hiển nhiên rằng có một cái sự giống nhau đang ngày càng gia tăng. In countries, trong những đất nước. And goods and products, và những sản phẩm. In countries and products. In country and products. Cái sự thật hiển nhiên rằng có một cái sự giống nhau đang ngày càng gia tăng trong đất nước và những sản phẩm. Could could indicate, có thể nó chỉ định ra, có chỉ ra một điều, could indicate a loss of cultural diversity, là sự mất mát của cái gọi là đa dạng về văn hóa, the loss of cultural diversity. Okay, and then the second sentence, I should explain it. Cái câu thứ hai mình sẽ nên giải thích nó, chẳng hạn. The loss of cultural diversity. As life as many as many traditional products as many traditional products cannot compete in a new situation, khi mà nhiều sản phẩm truyền thống không thể nào mà cạnh tranh nổi trong cái tình huống mới, as new traditional products cannot compete in a new situation. In a new situation of what? Of cheaper, cheaper cheaper generic goods. Một cái tình huống mới của những cái quần áo hoặc là sản phẩm mà nhìn nó rất là thường nhưng mà nó lại rẻ hơn. Cannot compete in a new situation of cheaper and generic goods. They might disappear. They might disappear. And result, they might disappear and result in a life less diverse. Sorry, diverse. Và hoặc chúng có thể biến mất và dẫn đến một cuộc sống ít đa dạng hơn. They might disappear and result in a life less diverse. Thì cái câu này nó giải thích cái chuyện mà mất mát cái cultural diversity, you know. This sentence actually explains why there's a loss of cultural diversity, you know. Okay, what else? I can talk about okay, loss of cultural diversity, what else? Ủa, mình nói cái gì hồi nãy mình quên mất tiêu rồi, I forgot. What was I about to say before that? Moment, I need some snack. Hmm.
Cái vấn đề có thể bị làm cho còn nặng nề hơn, còn bị tệ hơn bởi sự thật hiển nhiên rằng the issue can be compounded by the fact that các bạn có để ý là cái âm nhạc ngày xưa nó khác bây giờ quá nhiều không? Bây giờ mọi thứ nó loãng lắm luôn á, văn hóa và âm nhạc luôn á. Like these days, because of globalization, music and everything else becoming a lot more diluted, you know, more dilute. But music and other values and other những giá trị tinh thần khác and other values are also negatively affected, cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cũng bị ảnh hưởng mà tiêu cực. Okay, so this one indicate that this is a transition to talk about music and other values. Cái câu này nó chỉ là một cái điều là mình đang chuyển tiếp đến cái chuyện âm nhạc và những giá trị khác. Also negatively affected. The similarity, I mean, as music. Okay, let's talk about music alone, okay? I don't want to spread it too much. Mình tập trung cái music đi. It's also negatively affected. As it is also becoming more and more similar as it becoming more and more similar under the effect of globalization. Bởi vì khi mà nó đang ngày càng trở nên giống nhau dưới cái ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Tunes are but as I say getting, it's like to spoken language, you know, getting it's very informal. If I use the word get, it's informal. Cái từ get nó không có trịnh trọng, cho nên as it is becoming more and more similar under the effect of globalizations, it could be difficult to differentiate between the music of different countries. Có thể rất là khó để mà phân định được giữa cái âm nhạc của nhiều cái đất nước khác nhau. Vì thế nó làm cái nó ảnh hưởng cái văn hóa, âm nhạc là một phần của văn hóa, so basically nó ảnh hưởng cái văn hóa, nó làm văn hóa của nó, làm nó còn làm cho cái văn hóa bị mất đi cái sự đa dạng hơn nữa. Because music is a part of culture, you know, so basically if it become more similar, then of course the cultural diversity will be lost.
does. Ignore. Does. Does making. Okay. Well, I think I don't need a sentence to wrap it up. Mình không cần, có lẽ không cần một cái câu để mà gói gọn nó lại đâu. Okay, thì cái vấn đề này có thể bị ảnh hưởng bởi, có thể bị làm cho nặng hơn bởi cái sự thật hiển nhiên rằng là âm nhạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, cũng bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi mà nó đang ngày càng trở nên giống nhau dưới cái tác động của toàn cầu hóa, nó có thể khó để, rất có thể rất khó để mà phân định giữa âm nhạc của những nền, của những quốc gia khác nhau. So basically, this whole thing talks about how cultural diversity is lost. Nguyên cái đống này nó nói về cái chuyện tại sao lại mất, nó làm rõ hơn tại sao lại mình lại ghi là mất cái sự đa dạng về văn hóa. Cái từ the issue ấy. Yes. Nó nếu mà em đang nghĩ là nó bị the issue here stands for the loss of cultural diversity, you know. Nó, yeah, nó nhắc đến cái chuyện mất mát đa dạng văn hóa. Okay. Chỗ này mình làm rõ hơn đi. Âm nhạc gạch cái ngang một phần của văn hóa. We can make it clearer here that music is a part of culture. To make it clear that we are talking about the loss of cultural diversity, you know. Mình làm rõ thêm chỗ này đi. Và bạn mọi người nhớ cái chỗ này nha. Cái dấu mà gạch ngang này nó phải có hai cái khoảng trống đằng trước đó. Chỗ này cũng tương tự như vậy, để mà nó làm bật ra một cái điều, đây là mình đang giải thích bằng một cái cách khác chứ không phải là dùng cái dấu hyphen để mà kết nối cái cụm tính từ như nó. Yes. So here, the use of this hyphen with space between them, left and right. Here's the same thing, space, left, space, right. So basically, what I'm doing here is I provide an explanation of something. Not like the hyphen of compound adjective, you know. Nhớ nha. Cái dụ mà dấu hyphen của cái tính từ ghép thì nó không có khoảng trống trước và sau, nhưng mà cái dấu hyphen này là cái công dụng khác hoàn toàn, nó có khoảng trống ở bên trái bên phải nha. Okay, let's just read again and you will see. Đối với con người, cái sự thật hiển nhiên rằng có một cái sự giống nhau đang ngày càng gia tăng ở những quốc gia và những sản phẩm. Nó có thể nó chỉ định ra một cái sự mất mát của sự đa dạng văn hóa. Chấm. Khi nhiều cái sản phẩm truyền thống không thể nào mà cạnh tranh trong cái tình huống mới của những cái hàng hóa mà nó chung chung đại khái, chung chung tầm tầm bậc trung và rẻ hơn. Phải. Chúng có thể biến mất và dẫn đến một cái cuộc sống mà ít đa dạng hơn, chấm. Cái vấn đề này có thể bị làm cho tệ hơn bởi sự thật hiển nhiên rằng âm nhạc, gạch ngang, một phần của văn hóa, gạch ngang, thì cũng bị ảnh hưởng tiêu cực, chấm. Khi mà nó đang trở nên ngày càng giống nhau dưới cái tác động của toàn cầu hóa, có thể rất là khó để mà phân định giữa âm nhạc của nhiều nền văn, của nhiều quốc gia khác nhau. Does it sound logical if I write like this? Okay, this is like one big disadvantages. One big disadvantage. Đây là một cái bất lợi lớn luôn á. And so oh, I forgot to talk about the nations, right? Mình quên nói về bất lợi, cái bất lợi đối với quốc gia, right?
Did I forgot to talk about nations, I think. 91. This one is like 253 already. Never mind, I don't need to talk about my Asian anymore. Swag. Why not? Rất tỉnh. There are many drawbacks to the people. Okay, I can just talk about drawback to the people then. Okay, now here I don't need to repeat to the people anymore. Mình không cần lặp lại cái chữ đối với con người nữa. Okay. All right. Okay, so basically conclusion. In general, nhìn chung thì sao? Class, can you help me write this conclusion, please? Giúp thầy viết cái kết luận xem. Help me. Nhìn chung có vẻ như rằng in general appears that it appears that this development brings brings more disadvantages than it does than the advantages. Nhìn chung có vẻ như rằng sự phát triển này đem đến nhiều bất lợi hơn là có lợi. Và vì thế thì sao? Therefore, con người ta nên cẩn thận với toàn cầu hóa. Viết đúng nghĩa là bài trước thì là kêu con người ta nên đắm vào nó. Còn bài hôm nay nói con người ta nên cẩn thận với toàn cầu hóa. You know, here I wrote it like people should embrace it. And don't have doubt, don't worry. But now I said, therefore people should be careful. Nhập chứ không hoàn tất. Sorry, nó gọi là làm văn mà. You see, this is like essays, you know. Therefore, governments and people should be careful, right? Yes. People should come together and stop globalization, is that? No, not really. Because it already happened, so it's like, therefore government and people should support a total stop to globalization. Thôi quá không? Vì thế chính quyền và con người nên ủng hộ một cái sự ngăn cấm hoàn toàn với sự toàn cầu hóa. Có hơi quá đáng không? Is it too much? Quá đáng quá. Ừ, hơi quá đáng thiệt, công nhận. It's quá a bit đáng. Too much if I write it like this, right? Hơi quá đáng thiệt, công nhận. Tự nhiên cứ cấm nó, cấm đáng. Therefore, government people should should think of solutions to alleviate
the harms caused by it. Vì thế chính quyền và con người nên nghĩ về những giải pháp để mà giảm thiểu những cái mối nguy cơ, những cái sự gây hại gây ra bởi nó. Therefore, government and people should think of solutions to alleviate the harms caused by it. Nghe hiền lành hơn không? Không quá đáng đúng không? It costs much more, it's much more agreeable if I write like this, right? Compared to the before, right? Hết quá đáng rồi. Okay. Alright. Cái chỗ này có vẻ như thầy chưa có phát triển thêm là cái luận điểm này. This part seems like I haven't actually developed further here. The market would not be as competitive as before due to having less major here having less competitors. Cái thị trường có thể nó sẽ không có cạnh tranh như là trước đó bởi vì có ít đối thủ cạnh tranh hơn. Competitors. Okay. Mình sẽ giải thích tại sao nó chứ không phải nói khơi khơi ra là thị trường sẽ không có cạnh tranh như trước đó. Và giải thích tại sao chứ không phải nói khơi khơi thì được. I have to explain why the market would not be as competitive as before. I have to explain it. You know. I cannot just say it, you know. I have to explain things. Có thể gây ra thảm họa đối với cái túi tiền của người mua hàng, đúng hơn. Could spell disaster for the pockets. For the pocket of the buyer. Cho cái túi tiền của người mua hàng. For the pocket of the buyers. And this is an example for that. Okay. Okay. Too good, too bad. Hai cái tốt, hai cái xấu. Two pros, two cons in here. It's like one major bad thing. Một cái điểm bất lợi mà lớn. Ở đây. Okay. Okay. Do you agree with this class? 2.82. Độ dài vẫn perfect. It's still perfect length. 262, you know. Any question? No. Are you sure? Sao Kim Yến nếu anh yên lặng quá vậy? Why are you so silent? Speechless luôn hả? Anh chị còn đang suy nghĩ. Ok, anyway, coi lại video các bạn sẽ thấy được có thể là thầy có một số vấn đề về logic lúc chỗ nào đó hay không biết. Nhưng mà có thể do mình vội vã mình viết cả hai cái bài như vậy mà cho nên là có thể có một số vấn đề nào đó. Hy vọng là không có. Mà các bạn có thấy vấn đề gì các bạn cứ comment bên dưới xem hoặc là nói thầy để mà thầy biết thì sửa. Đầu con người chia làm đôi xong cái làm hai bài mệt như nào. I could make a lot of I could have a lot of problem with logic when I write these two essays, you know. Maybe because of course I'm not inhuman, you know, because I'm a human, so I may make mistakes. So if you find any mistakes, just comment down below, okay? Problem with logics, problem with words or something like that. Okay, I'll see you then. Bye-bye, class. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn.
nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh á, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you, bye.